chào các em. Hôm nay thầy trò mình lại tiếp tục ôn tập về vấn đề dao động điều hòa. Hôm trước thầy nói về các dạng toán, về dao động tách dừng, cách tính năng lượng, cách tính biên độ, cách tính điều quản đường đi, cũng như số lần dao động từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn trong trường hợp con lách lò xo nằm ngang. Hôm nay để tiếp tục qua phần mới thì thầy trò mình sẽ ôn lại một bài. Mấy em nhìn lên màn hình. Con lắc lò xo có độ cứng K 200 Nm. Quả cầu có khối lượng là 1 kg. Bây giờ nó khác so với hôm trước. Dao động theo phương thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, kéo quả cầu xuống dưới một đoạn 4 cm rồi buông nhẹ. Biết trong quá trình dao động thì lực cản có độ lớn bằng 1% trọng lực tác dụng lên vật. Coi chu kỳ dao động là không đổi và biên độ dao động giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Cho gia tốc trọng trường nó đạt cung tốc 10m trên giây bình. Tìm số lần quả cầu qua vị trí cân bằng kể từ lúc bắt đầu thả quả cầu cho đến khi quả cầu dừng hẳn. Nên chú ý ở cái đề này chúng ta có mấy vấn đề lưu ý. Ngoài cái độ cứng K, khối lượng vật nặng thì mấy em xem đây là trường hợp dao động tách dần nhưng dao động thẳng đứng chứ không phải nằm ngang. Từ vị trí cân bằng kéo xuống một đoạn 4 cm rồi buông nhẹ, tức là kích thích hệ dao động bằng cách cung cấp cho nó một thế năng ban đầu. Bây giờ không phải lực ma sát mà là dùng khái niệm lực cản. Lực cản có độ lớn bằng 1% trọng lực tác dụng lên vật. Có nghĩa là lực cản có độ lớn không đổi. Cũng xem chu kỳ dao động không đổi và biên độ giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Đấy. Và câu hỏi hôm nay của chúng ta là tìm số lần quả cầu qua vị trí cân bằng kể từ lúc bắt đầu thả quả cầu. Tức là từ vị trí biên dưới và quả cầu đi qua vị trí cân bằng cho đến khi dừng hẳn lại mất bao lâu, bao nhiêu lần. A 10, B 20, C 30, D 40. Đó, mình chú ý ghi lại những dữ kiện của bài, tóm tắt những dữ kiện mà thầy chú ý. Ta giải như sau. Đầu tiên ta xét độ giãn cơ năng sau nửa chu kỳ. Cũng giống như hôm trước, trong trường hợp con lách lò xo chuyển động theo phương ngang, độ giãn cơ năng chính bằng công của lực cản. Hôm trước chúng ta là công lực ma sát, bây giờ dao động thẳng đứng, lực cản của môi trường bằng công lực cản. Cơ năng lúc đầu 1/2 K bình. Cơ năng lúc sau ở biên độ Af 1/2 K Af bình. Công lực cản bằng lực cản nhân quãng đường dịch chuyển. Đây là quãng đường dịch chuyển sau nửa chu kỳ. Biên ban đầu A qua vị trí cân bằng, vật đi được biên Af giảm đều. Cho em chú ý đề cho biên giảm đều sau nửa chu kỳ. Cho nên trong nửa chu kỳ, quãng đường vật đi được tổng cộng là A cộng Af. Với A là biên lúc đầu, là từ vị trí ta thải vật cho đến vị trí cân bằng là A. Rồi từ vị trí cân bằng đến vị trí mà lò xo dừng lại, vật dừng lại, đó là Af. Trong nửa chu kỳ, vật đi được quãng đường A cộng Af. Mình chú ý dữ kiện này. Sau đó đến đây thì dùng hàng đẳng thức hiệu bình phương bằng tổng nhân hiệu. Ta rút gọn đi, ta sẽ tìm được công lực cản chính bằng 2F cản trên K.
độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ. Vì vậy sau một chu kỳ mang nhân đôi lên, chúng ta có bốn lực cản trên độ cứng cản, bốn lực cản trên độ cứng cản. Thay thông số vào, ta có được độ giảm biên nó 2 × 10√3 m hay 2 mm, hay 2 mm. Từ đó ta nhớ lại công thức tính số dao động mà một vật dao động tác dụng thực hiện được từ lúc bắt đầu cho đến khi dừng hẳn, được tính bởi công thức A trên delta A. Lúc ban đầu chúng ta 4 cm, cái dữ kiện kéo vật xuống dưới 4 cm rồi buông nhẹ không dẫn tốc động, thì cái độ giãn lò xo so với vị trí cân bằng 4 cm, đó chính là giá trị của biên A. Đấy, mang chú ý, đó chính là giá trị của biên A. Ở đây thầy đổi ra mét 0,04 m, 0,04 m. Và độ giảm biên ta vừa mới tính delta A trong nửa chu kỳ bởi công thức 2 lực cản trên K bằng 2 m. Kết quả chúng ta có 20 dao động. Vậy trong 4 đáp án ban đầu ta dễ dàng có được, đó là đáp án B. Phần dao động tắt dần thì ôn lại hôm trước và hôm nay qua ví dụ này trong trường hợp thẳng đứng, để mấy em thấy được cái loại toán dao động tắt dần này thông thường về vấn đề năng lượng, những câu hỏi về vấn đề thời gian, về quãng đường và về độ giảm biên hay số dao động thành phần vẫn thực hiện được. Đôi khi đề lại cho sử dụng những cái khái niệm đó, sử dụng những kiến thức đó để nâng lên, họ lại cho hỏi vận tốc cực đại. Như đề thi đại học năm 2010 vừa rồi, chúng ta có một cột cơ về phần dao động tích dần, và đó là câu rất khó, đó là câu rất khó. Hôm sau thầy sẽ đề cập lại vấn đề này và thầy sẽ giảng lại cái đề đại học, minh chứng lại cho mấy em thấy, để chúng ta có thể vận dụng một cách thuần thục hơn khi gặp những bài toán dạng khó ở phần dao động tắt dần hay là phần dao động điều hòa, dao động cơ. Hôm nay thầy đi qua vấn đề thứ 6, đó là vấn đề tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Cái phương pháp để giải cái loại này, trước tiên mấy em chú ý công thức tính độ lệch pha giữa hai dao động delta phi, thì ký hiệu là delta phi bằng phi 1 trừ phi 2. Phi 1 là góc lệch pha của vật khi vật ở ly độ x1, và tương tự vậy tại ly độ x2 góc lệch pha của vật là phi 2. Đó là pha ban đầu của hai dao động thành phần mà chúng ta tổng hợp. Chúng ta có công thức tính biên của dao động tổng hợp và pha ban đầu của dao động tổng hợp như sau: A bình bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần A1 A2 cos của delta phi, tức là hiệu pha ban đầu của hai dao động thành phần. Trong đó biên độ A của hai dao động luôn thỏa điều này, A tổng hợp luôn luôn lớn hơn bằng A nhỏ nhất và bé hơn bằng A lớn nhất, thì gọi là A min A max trong hai biên dao động thành phần. Cái biên độ dao động tổng hợp bao giờ giá trị của nó nằm giữa hai giá trị của hai biên dao động thành phần, đó là điều lưu ý. Hay nói cách khác, biên A nó sẽ lớn hơn bằng trị tuyệt đối hiệu hai biên thành phần và bé hơn bằng tổng hai biên thành phần. Cái đây nó rút ra từ bất đẳng thức tam giác đó nha. Một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu hai cạnh và bé hơn bằng tổng hai cạnh cùng lại. Bất đẳng thức quan hệ độ dài các cạnh trong một tam giác. Để xác định được pha ban đầu của dao động tổng hợp thì ta hay dùng công thức này: tan phi
bằng A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2 trên A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Từ đó ta sẽ tìm ra được giá trị của phi. Và ta tính được giá trị A bởi công thức thầy nêu trên. A bình bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2A1 A2 nhân cho cos delta phi. Trong đó delta phi bằng phi 2 trừ phi 1. Một phương pháp nữa mà ta thường hay dùng để tìm dao động tổng hợp, đó là phương pháp dùng giảng đồ Vester-Resnais. Ở phương pháp này tiện lợi hơn rất nhiều trong trường hợp ta giải trắc nghiệm. Trong trường hợp tổng hợp 3-4 dao động thành phần cùng một lúc, quy ước chiều dương trong vẻ giảng đồ Vester-Resnais ngược chiều cái đồng hồ là chiều dương, cùng chiều cái đồng hồ là chiều âm, như quy ước dấu dùng giác. Hai dao động cùng pha thì delta phi của chúng bao giờ cũng bằng một số chẵn lần biên. Hai dao động ngược pha thì delta phi của chúng bằng một số lẻ lần biên. Hai dao động vuông pha thì delta phi bằng một số lẻ lần bi trên 2, 2k cộng 1 bi trên 2. Đây là những công thức về pha của các dao động cùng pha, ngược pha hay vuông pha. Mời em chú ý. Ta đi qua một số ví dụ của những bài toán về tổng hợp dao động. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, biên độ lần lượt là 8 và 6. Tần số của hai dao động trên là 4 hạt. Hỏi trong các giá trị 1, 10, 15 thì giá trị nào là biên độ dao động tổng hợp của hai dao động thành phần nổi trên? B. Tìm độ lệch pha của hai dao động ứng với biên độ tổng hợp tìm được ở câu A. C. Tìm tốc độ cực đại của vật ứng với biên độ tổng hợp ở câu A. Thầy tóm tắt lại cái đề tự luận trên như sau. Ta biết biên của hai dao động thành phần lần lượt A1 bằng 8, A2 bằng 6 cm. Tần số dao động của hai dao động trên là 4 hẹt. Tìm biên độ của dao động tổng hợp, tìm độ lệch pha và tìm vận tốc cực đại của dao động tổng hợp. Ta giải như sau. Ở câu A, như phần phương pháp thì nói, biên độ dao động tổng hợp luôn luôn thỏa mãn bất đẳng thức lớn hơn hiệu, bé hơn tổng của hai biên dao động thành phần. Cho nên, trong ba giá trị mà đề cho, hỏi giá trị nào là của dao động tổng hợp, nên chú ý 8 trừ 6 nhỏ hơn 8 cộng 6. A của chúng ta là số 10. Trong 3 giá trị 1, 10, 15 thì chỉ có 10. A1 trừ A2 bằng 2. A1 cộng A2 14. Trong 3 giá trị 1, 10, 15 chỉ có giá trị 10 thỏa mãn bất định thức nói trên. Cho nên biên độ dao tổng hợp bằng 10 cm. Đó, mình chú ý cái ý rút ra này có thể ứng dụng trong một ví dụ tự luận này để mấy em rõ hơn. Ta quay câu B, tìm delta phi được tính bởi công thức A bình bằng A1 bình cộng 2A cộng A2 bình cộng 2A1 A2 cos delta phi. Thầy thay thông số vào. A chúng ta tìm ra được ở câu A là 10, A1 là 8, A2 là 6. Ta tìm ra được cos delta phi. Có cos delta phi, ta suy ra delta phi bằng bi trên 2. Trong trường hợp này cos bằng 1. 8 bình 64, 6 bình 36, 64 36 100, 10 bình 100, 100 trừ 100 bằng 0. Cho nên cos bằng 0, ta suy ra góc delta phi bằng bi trên 2 radian.
Vậy hai dao động trên vuông phe nhau. Bây giờ thì tìm giá trị cực đại của vận tốc dao động tổng hợp. Thì mấy em nhớ lại phần dao động điều hòa. Dao động tổng hợp cũng là một dao động điều hòa. Cho nên vận tốc cực đại được tính bởi công thức tần số gốc nhân cho biên độ dao động. Trong đó tần số gốc được tính theo tần số 2GS để cho F bằng 4 hẹp. Biên độ A chúng ta bằng 10. Vậy ta có được vận tốc cực đại 251,2 cm trên giây. Dao động tổng hợp cũng là một dao động điều hòa, mấy em chú ý. Cho nên công thức tính vận tốc, công thức tính gia tốc cũng được sử dụng như công thức tính của một dao động điều hòa thông thường. Câu A ví dụ số 2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, biên lần lượt A1 bằng 2 và A2 bằng 8. Tìm biên độ dao động của vật khi hai dao động ngược phe nhau. Thì tóm tắt như sau: A1 bằng 2, A2 bằng 8. Tìm A khi hai dao động ngược phe. Ta có. Thì giải cách 1 là cách sử dụng công thức A bình bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần tích A1 A2 nhân cho cos delta phi. Ở đây ngược phe nhau, cho nên hiệu giữa hai pha ban đầu của hai pha thành phần chính bằng bi. Cho nên thầy thay phi 2 trừ phi 1 bằng bi. Cos bi bằng trừ 1. Thay vào đây, thầy sẽ có được A bằng 6 cm. Đó là cách 1 sử dụng công thức. Cách 2, thầy dựa vào hai dao động ngược pha nhau. Từ giản đồ vector resonance đã dễ dàng nhận thấy biên độ A dao động tổng hợp sẽ bằng độ lớn bằng trì tuyệt đối hiệu hai biên thành phần A1 trừ A2, trì tuyệt đối của 2 trừ 8 cũng dễ dàng có được 6 cm. Nên thông thường có nhiều bài toán ta dùng giản đồ vector resonance để giải quyết là nhanh chóng hơn. Tóm lại, qua cái buổi học vừa rồi, thầy trò chúng ta đã ôn lại một số vấn đề dao động điều hòa. Trong đó cái phần mới loại sóng thì nói về vấn đề tổng hợp dao động. Theo thầy thì cái công thức vừa đưa ra, các em nếu nhớ được thì chúng ta sử dụng, còn không thì ta nên dùng phương pháp giản đồ vector resonance để giải quyết nhanh hơn. Tại thông thường chúng ta tổng hợp dao động trong đề thi sẽ cho từ 3 đến 4 dao động thành phần. Ở trong những trường hợp đó thì buộc chúng ta phải dùng giản đồ vector. Để chúng ta sử dụng giản đồ, từ giản đồ đó chúng ta sẽ giải được, tìm được biên tổng hợp cũng như pha ban đầu. Thầy trò chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai của chương trình. Thầy mời các em đặt câu hỏi. Thầy, em có một câu hỏi về sóng âm. Thì câu hỏi nó như sau: là một người đứng cách một khoảng một cách nguồn âm một khoảng d, thì có cùng độ âm y. Hỏi khi người tiến ra xa một khoảng d thì cùng âm y là bao nhiêu? Em xin hết. Thầy giải đáp cái câu của em như sau. Đây là một bài toán về chủ đề âm. Một điểm cách nguồn một khoảng d có mức cường độ, có cường độ âm là y. Vậy thì tại một điểm cách nguồn âm 2 lần d thì nguồn âm là bao, cường độ âm là bao nhiêu? Như thế nào so với lúc ban đầu? Thì như chúng ta biết, cường độ âm tại một điểm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ đó đến nguồn. Cho nên thầy sẽ có y phép trên y sẽ bằng tỷ khoảng cách bình phương.
bằng 1/4. Có thể dễ dàng có được cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 2D bằng 1/4 cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 1D. Tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Đó là cái ý mà em nhớ. Cái công thức này trong giáo khoa chúng ta không có, nhưng mà từ cái lập luận tỷ lệ nghịch bình phương khoảng cách trong phần bài tập, ta rút ra được điều này, chúng ta mới giải được. Đây là một bài toán mang tính lý thuyết. Để nói lại một lần nữa, ôn lại một lần nữa các em biết là cường độ âm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Ta sử dụng kiến thức đó thì ta mới giải được những bài toán về âm, tính cường độ âm hoặc mức cường độ âm. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ trang web htv4.com.vn và trang web htv4.vn. Và đây là nội dung của câu hỏi. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp AB cách nhau 20cm, dao động điều hòa cùng pha, cùng tần số F bằng 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2m trên giây. Xét trên đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại gần nhất, cách đường trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu? A. 27,75mm. B. 26,1mm. C. 19,76mm. D. 32,4mm. Nào, xin mời phần giải đáp của thầy ạ. Giải đáp câu hỏi của em. Đây là một cái chủ đề, một bài toán về sóng cơ. Xác định vân cực đại, cực tiểu. Chúng ta có hai nguồn kết hợp cùng pha AB. Bây giờ ta xét trên đường tròn. Bây giờ thầy xét trên đường tròn đường kính bán kính AB tâm A, hỏi điểm dao động cực đại gần đường trung trực của AB nhất cách một khoảng là bao nhiêu. Đây là một bài toán khó. Thầy tóm tắt là các dữ kiện như sau: tần số của sóng 40 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 1,2m trên giây, AB cách nhau 20cm. Hỏi thì giả sử tại M dao động cực đại, delta là đường trung trực của AB, hỏi khoảng cách từ M đến delta gần nhất thì gọi là min. Đó, thì tóm tắt là như thế. Đây là một bài toán khó. Mình chú ý thế này. Theo lý thuyết chúng ta học, giao thoa sóng cơ trên mặt nước khi đó nó hình thành những cái đường Hilbert Bon, những điểm dao động cực đại và cực tiểu xen kẽ nhau, và nó có dạng là hình Hilbert Bon, nhận AB làm tiêu điểm. Nhận AB làm tiêu điểm. Bây giờ thầy xem cái điểm mà gần trục đường trung trực của AB nhất, đường trung trực của AB nhất, thì đó là giao điểm của cái Hilbert Bon cách đường AB tại điểm, giả sử thì gọi đó là điểm N, dao động cực đại gần O nhất, thì điểm M mà gần đường trung trực của AB nhất, đó chính là giao điểm của Hilbert Bon đi qua N và cách đường tròn tâm A bán kính AB. Thầy nói lại vấn đề này, đây là một bài toán khó.
nên mấy em chú ý. Theo chúng ta biết, giao thoa sóng nước thì giữa hai nguồn kết hợp cùng pha AB, ta sẽ quan sát thấy có những đường lồi lõm xen kẽ nhau, và nó có dạng là hình của những hiên bẹt bôn nhận AB làm hai tiêu điểm. Cho nên tìm điểm dao động cực đại gần đường trung trực nhất thì xét điểm N giữa AB là điểm dao động cực đại mà gần trung điểm O của AB nhất. Thì lúc đó điểm M cần tìm của chúng ta đó là giao điểm của hiên bôn đi qua N và các đường tròn tâm A bán kính AB tại điểm M. Vậy thì bài toán trên thầy trò mình phải xét vị trí của điểm N trước. Vị trí của điểm N gần O nhất dao động cực đại là bao nhiêu? Thầy có NA trừ NB phải bằng vì dao động cực đại bằng K lambda. Trong đó lambda bước sóng chúng ta được tính bởi công thức V nhân T hoặc V trên F. Vận tốc truyền sóng 1,2 thì đổi sang cm, 120 cm, tần số 40 Hz thì có độ dài bước sóng 3 cm. Vậy sóng trên sẽ có bước sóng 3 cm. Để tại N dao động cực đại thì ký hiệu đường đi từ N thì ký hiệu là DN đến hai nguồn phải bằng một số nguyên lần bước sóng N cực đại nhưng mà lại gần O nhất, thì rõ ràng K của chúng ta phải bằng 1, bằng 1 lambda khoảng cách từ N tới O. K số nhỏ nhất bằng 1, chứ K bằng 0 thì N lại trùng với O. Nên chú ý bằng 3 cm, bằng 3 cm. Mặt khác chúng ta có NA cộng NB chính bằng độ dài AB vì N thuộc AB. Theo toán học chúng ta dễ dàng có được biết tổng biết hiệu AB 20. Như vậy thầy tìm được NA 20 cộng 3 trên 2 11,5 cm. NA 11,5 cm. Bài toán bây giờ ta phải đi tìm vị trí điểm M. M là giao điểm của hiên bôn đi qua N và cắt đường tròn tâm A bán kính AB tại M. Nên thầy xét M là giao điểm của hiên bôn qua N với đường tròn tâm A bán kính AB. Thì xét điểm M đó. Từ M thì kẻ MH vuông góc với delta. Bây giờ bài toán vật lý chúng ta lại đưa vào vấn đề hình học. Đưa vào vấn đề hình học. Tìm khoảng cách từ M đến delta là trung trực của AB. Là trung trực của AB. Mấy em thấy MA bằng bán kính bằng 20, bằng AB bằng 20. MB ta chưa biết, ta tính vì M cực đại, cho nên hiệu đường đi từ M đến hai nguồn gần nhất nên nó bằng ngay bước sóng bằng 3. Từ đó thầy sẽ có được MB bằng MA trừ 3, 20 trừ 3, 17 cm. Vậy thầy có được MB 17 cm, MA 20 cm, vì M nằm trên đường tròn tâm A. Mấy em chú ý cái góc này, thầy đặt là cái góc alpha. Thầy ký hiệu trong đường vuông góc hè từ M xuống AB là B phở.
thì cos alpha chính bằng AT trên M. Cos alpha chính bằng AT trên M. Mà để tính được góc alpha thì bài toán trở thành bài toán tam giác lượng. Biết độ dài ba cạnh MA, AB, MB, ta tìm góc bởi định lý hàng cosine. Cos alpha bằng AM bình cộng AB bình trừ lại hai lần tích M, AB trừ cho MB bình trên cho hai lần tích M, AB. Các em thay thông số vào. M của chúng ta 20, vậy bình lên là 400. AB của chúng ta 20, bình lên cũng 400, thì viết tắt là 800. Trừ cho MB bình, MB chúng ta 17, bình lên là 2.9. Hai lần tích MAB 20, 800. Và chúng ta sẽ có được cái cos alpha là tỷ của 511 trên 800. 511 trên 800. Bây giờ có được giá trị của cos alpha, mình sử dụng công thức lượng giác trong tam giác vuông MBA. Mặt khác, cos alpha chúng ta lại có AT trên AM. Từ đó thì tìm ra được cái giá trị AT bằng M nhân cos alpha 20 nhân 511 trên 800. Trên 40. Có AB rồi, như vậy từ đó ta sẽ có được khoảng cách từ M đến delta chính là bằng OP. Mà OP chính là bằng AB trừ AO. AB ta vừa tính được 511 phần 40. AO của chúng ta là một nửa AB bằng 10. Chúng ta bằng 511 mà trừ cho 400 ra 111 phần 40. Nếu thực hiện phép chia này, ta sẽ có được 27.75. Vậy đáp án của chúng ta trong cái bài trên 27.75. Các bạn chú ý, đây là một bài toán khó về vấn đề giao thoa sóng cơ. Thì nhắc lại, tìm điểm dao động cực đại gần trục delta nhất, thì ta phải căn cứ vào cái điểm gần trung điểm O của hai nguồn sóng AB nhất. Khi đó điểm nằm trên đường tròn tâm A bán kính AB dao động cực đại gần đường trung trực nhất chính là giao điểm của Hilbert-Von qua T và đường tròn đã cho. Rồi từ điều kiện để tại một điểm giao động cực đại là hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng, các em sẽ tìm được những cái đại lượng còn lại theo đề cho. Trong trường hợp tổng quát, nếu không phải là đường tròn, có thể là hình vuông, có thể là đường tròn đường kính AB, vân vân, có dạng hình học đối xứng. Như đề thi đại học 2010 vừa rồi chúng ta xét là số cực đại trên đường chéo của một hình vuông ABCD, thì lúc đó cũng sử dụng công thức trên. Nhưng đây bài toán khó hơn, ta vừa dùng kiến thức vật lý và các em phải vững về kiến thức hình học của toán học. Giải hệ thức tam giác lượng, chúng ta mới dễ dàng tìm ra được cái khoảng cách gần nhất. Đây là một bài tập khó. Em chú ý ghi lại cái nội dung của bài tập này.
Dạ, thưa thầy, hôm nay em có một câu hỏi muốn hỏi thầy là cho mạch RLC nối tiếp với L thay đổi đường bị thuốc U bằng U0 cos 100 PT, cho C bằng 10 mũ trừ 4 chia pi pha ra, UC trễ phân U một góc pi trên 2, vậy thì hỏi L có giá trị bằng bao nhiêu? Em xin cảm ơn thầy. Đây là một bài toán điện. Mạch gồm có điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Trong đó độ tự cảm cuộn dây thay đổi. Biểu thức tổng quát hai đầu mạch điện có dạng điện dung C có giá trị 10 mũ trừ 4 trên pi. Đồng thời cho biết điện áp hai đầu tụ trễ pha so với điện áp cả mặt một góc pi trên 2. Hỏi giá trị của độ tự cảm. Đọc lên đề, nên chú ý chúng ta có các đại lượng như thế này. Thứ nhất, mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi là 1. Thứ hai, giá trị điện dung C đã cho. Ý thứ ba của đề, điện áp hai đầu tụ trễ pha so với điện áp cả mạch pi trên 2. Hỏi giá trị độ tự cảm cuộn dây lúc bấy giờ. Để giải được bài toán này thì mấy em chú ý thế này. Ta có điện áp hai đầu tụ bao giờ cũng trễ pha so với cường độ dòng điện trong mạch góc pi trên 2. Có nghĩa là phi UC và trừ phi y sẽ bằng trừ pi trên 2. Mà dự kiện có đề toán cho điện áp hai đầu tụ trễ pha so với điện áp cả mặt pi trên 2 thì thầy cũng có phi UC trừ phi u bằng trừ pi trên 2. Trễ là trừ, còn nhanh hơn là dấu cộng. So sánh hai đẳng thức trên ta rút ra được. Vậy thì phi U so với Y bằng 0. Tức là phi U bằng phi Y. Hay nói cách khác, trong trường hợp này U cùng phi Y mạch cộng hưởng. Mà mạch cộng hưởng xảy ra khi L thay đổi, khi và chỉ khi cảm kháng bằng trung kháng. Đến đây mấy em thay thông số vào. Từ đó ta sẽ có được giá trị của độ tự cảm. Đây, mấy em thay thông số vào, ta sẽ có được giá trị của độ tự cảm. C ta biết rồi, tần số gốc ta biết rồi, ta sẽ tính ra được. Ở cái bài toán điện này, mấy em chú ý cái ý UC trễ pha so với U gốc pi trên 2. Mà UC bao giờ cũng trễ pha so với cường độ dòng điện trong mạch pi trên 2. Từ vấn đề này ta sẽ suy ra được pha của U so với Y. Trong trường hợp này bằng 0, có nghĩa là mạch cộng hưởng ZL bằng ZC. Ta dễ dàng có được công thức tính độ tự cảm theo điện dung và tần số gốc. Qua buổi học hôm nay, những vấn đề các em nêu theo thầy nghĩ đó là những vấn đề rất thú vị và hay, mà đưa vào một bài tập trắc nghiệm đó là một trong những câu hỏi rất là khó, mang tính phân hóa rất cao, tính chọn lọc cũng rất là cao. Thì để giải được bài này, mấy em chú ý ngoài những cái kỹ năng thông thường, những kiến thức cơ bản mà các em cần phải nắm, thì cái sự rèn luyện và làm bài tập nhiều cũng sẽ giúp các em hình thành được cái phương hướng, cái đọc được cái đề, nắm được cái hướng. Thì lúc đó ta mới đủ được thời lượng giải nhanh, chứ không có đủ thời gian mà ngồi suy nghĩ mày mò như một bài tự luận thông thường nữa. Thì mong là các em sẽ thu lượm được nhiều kiến thức tốt qua buổi học hôm nay, và các em nên gửi nhiều câu hỏi nữa về cho chương trình, về cho đài, để các thầy sẵn sàng giải đáp và giúp các em được học được tốt hơn trong kỳ thi đại học sắp đến. Thân ái chào các em.